Hello anh em nhé, chào mừng anh em trẻ kênh của mình. Hôm nay thì mình lại đang review cận cảnh cho các bạn bộ ốp 3 đợt sốc của Kia K165, K3000, K140. Toàn bộ dòng xe Kia trên thị trường hiện tại đang dùng 3 đợt sốc bằng nhựa. Như đây là một trong những cái sản phẩm Elox 304, hàng dập máy vừa mới ra lò. Đấy. Đưa đến các bạn một sản phẩm gần như là đẹp đến gọi là tuyệt đối luôn, không có sự đẹp hơn nữa. Đây là hàng dập máy các bạn nhá, dập máy các bạn này, dập máy 100% là form dập máy. Đó, các bạn thấy không, dập máy này các bạn này, vết căng luôn. Đó, dập máy cộng với thứ hai các bạn nhìn này. Đó, bên trong thì thợ làm rất là cẩn thận, làm đúng form zin 100% luôn các bạn nhá, không bao giờ có lệch lạc từng con ốc một luôn. Đó, anh em về chỉ việc bắt vào xe là xong thôi, rất là đơn giản. Đấy, hôm nay mình sẽ bắt thực tế lên xe cho các bạn xem nhá. Đó, Elox 304, hàng dập máy đây, các bạn nhìn này, dập máy này, đưa máy lên dập một phát là vừa khít luôn. Đó, cái này thì chịu đẳng cấp thôi. Đấy, rất nhiều anh em hỏi mình thời gian vừa qua thì trên thị trường Việt Nam không có đồ này, chỉ có anh em dán giấy thôi, nhưng hôm nay thì mình sẽ đưa cho các bạn một sản phẩm, đó chính là ốp 3 đợt sốc. Đây các bạn nhìn dập máy này, nó đi từng mép gân chuẩn chỉ 100% luôn các bạn nhá. Đó, con này nó sẽ là một lái một phụ. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu thì nhớ ủng hộ phụ tùng ô tô Nhật Đức nha các bạn nhá. Đây đúng các bạn, nét căng luôn đúng không các bạn, Elox 304 100% nha các bạn nhá. Quá led luôn đúng không các bạn. Đấy, mình để cáp ở đây có anh em nào cho đúng thương hiệu nhà mình các bạn nhá. Đấy, ốp 3 đợt sốc Elox, hàng dập máy 304, có thể anh em ủng hộ mình nhá theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038, cũng như là 0243 861 6426. Thank you anh em rất là nhiều luôn. Đấy, anh em nhớ vào đúng các phụ tùng ô tô Nhật Đức ủng hộ mình nhá. Đấy, ốp vô gò má. Đấy, này. Đấy, phụ tùng ô tô Nhật Đức đây, ok. Các bạn thấy không, rất là đẹp luôn. Đây, hôm nay thì đang tận cảnh chuẩn bị bắt cho chiếc xe của anh trai các bạn nhá. Anh trai gần nhà, chợ cá đây các bạn. Đó, anh trai gần nhà, hôm nay thì mình sẽ bắt cho anh trai đôi... Không, cứ cho thoải mái đi anh. Thoải mái thẳng lái đi anh. Cứ thẳng lái đi anh. Thẳng lái thôi anh ạ, cho đố cho thoải mái rộng. Lướt đi, thoải mái thôi anh ạ. Lướt đi, lướt đi. Thoải mái luôn đi, anh bên cho thoải mái đi anh. Bỏ lại, bỏ lại. Ghế đi, thoải mái đi, thoải mái luôn. Ok, 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 đấy, để anh bắt thoải mái luôn. Đấy, hôm nay thì mình sẽ tận cảnh bắt trực tiếp vào chiếc xe này cho các bạn xem nhá. Đấy, đây là chiếc xe Kia K3000 này, K165, K140. Rồi là fan tua nhập khẩu thì toàn bộ đó là dòng xe fan này. Hôm nay thì chiếc xe này của anh trai là 3 đời sốc là zin các bạn nhá, chưa hề móp méo gì. Thì hôm nay thì mình sẽ tháo trực tiếp ra và bắt tại đây cho mọi người xem luôn. Đó các bạn nhá, các bạn xem trực tiếp của mình này. Đó, ok cho nha. Đấy, giờ mình sẽ tháo ốc các bạn nhá, tháo ốc bắt trực tiếp luôn. Sau khi tháo xong thì các bạn nhìn thấy ra bên trong rồi là có mấy con ốc rồi các bạn này. Thì đây, đang tháo đây các bạn. Đang tận cảnh tháo, con này là con bên đây, đây là đang tận cảnh tháo các bạn nhé. Rất là đơn giản luôn. Cái này thì các bạn chỉ dùng cái cale 12 và một cái cale 10. Đấy, con này thì dùng cale 12 và cale 10. Đây, con này là có bên lái đây các bạn. Đang tận cảnh bắt cho anh trai các bạn nhé. Đây là bên lái các bạn này. Con này thì dùng một cái cale 12 và một cale 10. Nói chung là các bạn bắt như zin thôi. Đấy. Đó, chúng ta sẽ có tất cả là 1, 2, 3, 4 con ốc cà lê 10 và một con cà lê 12 để bắt và tháo được con này. Không cần, bạn cầm cà lê 12 bạn xoay là bên trong tự nó xoay ra. Nó hám rồi, có nhựa hám rồi đấy. Nó hám nhựa vào cái đấy rồi. Em nghĩ chắc là chuẩn đấy, anh bền nhỉ? Không chuẩn biết, đấy. Anh làm thì kỹ lắm còn không biết. Em nghĩ chắc là thế chuẩn rồi. Sao như nào? Vì ba đời sốc này là ba đời sốc zin mà anh. Con này là zin chưa. Con này còn nguyên luôn, chưa ba chạm. Đúng rồi anh ạ, con này chưa.
Đấy thì em bảo là phải lắp zin nguyên bản này cho chuẩn. Đó. Đang cận cảnh lắm các bạn nha. Đó, vừa kíp 100% luôn. Quá chuẩn luôn đấy. Đấy, tất cả sản phẩm đều hàng zin chuẩn các bạn nhá. Chuẩn led luôn này các bạn này. Đúng hàng zin luôn này các bạn này. Đấy, đôi khi nó bị cấn đúng không anh nhỉ? Đó, vừa khít 100%, vừa khít luôn. Đó, cái này. Đấy, bên trong thì nó sẽ có tất cả là 4 con ốc các bạn nha, và một cái con ốc bình thường, nói chung là tất cả mọi thứ vừa zin 100% luôn. Thì đó là hàng dập máy các bạn ạ. Thế nên các bạn đây là mình quay lại cho các bạn cách tháo thôi. Cái này tháo lắp rất đơn giản, nói chung là nhựa lắp như nào thì lốc lắp như thế các bạn nhá. Rất là đơn giản luôn. K1 65 các bạn nhá, K3000, K140 mọi người nhá. Sau khi lắp xong thì nó sẽ như này các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn đẹp không? Xịn sò 100% nha các bạn nhá. Đấy, bóng lộn như gương luôn. Đây các bạn này, nhìn này, từng cái mép trên nhá các bạn nhá. Mép trên. Đây là hàng dập máy, thế nên thành ra là nó sẽ vừa khít 100% luôn. Nó không có tình trạng như cong vênh hay là sai form của các bạn nhá. Đây các bạn nhìn mép bên ngoài này các bạn này. Đó, các bạn sẽ nhìn từ trên xuống dưới. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ vừa khít 100% luôn. Đây là chiếc ba đợt sốc của K165, K3000. K165 vừa khít các bạn nhá. Chung với K3000, K140. Đấy các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây các bạn nhìn này. Đó, các bạn thấy ok chưa? Đấy, đây là tổng thể bên lái bên phụ nhá. Tất cả mọi thứ nó vừa zin đến 99%. Không hề có tình trạng như kiểu bị cong vênh hay là bị méo. Mà đây là hàng dập máy các bạn nhá. Các bạn lưu ý là đây là dập máy và inox chuẩn 304 chứ không phải hàng cò bằng tay. Toàn bộ sản phẩm được dập từ máy ra. Đấy, dập máy các bạn nhá, chứ không phải bằng tay. Đánh bóng thì có thể là bóng hơn nữa vì nó là 304. Đó các bạn thấy không? Các bạn nhìn này, tất cả mọi đường gân này các bạn này, mọi đường gân nhá, nó đều căng đét từ A đến Z luôn các bạn này. Đó, bên trong thì nó sẽ vừa khít 100% nha các bạn nhá, các bạn nhìn này. Đấy, không hề lệch lạc mỗi một chút nào các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn không? Nét căng chưa? Vừa hết từ con ốc 1 luôn. Chúng ta chỉ dùng một cái cà lê 12 và hai cái cà lê 10 chúng ta có thể bắt được sản phẩm này. Bắt giống hệt cho các bạn bắt nhựa như nào, bắt inox của mình như thế thôi. Chỉ đổi mới khác đây chất liệu bằng inox, chỉ có thế thôi các bạn nhá. Rất là chắc chắn luôn các bạn nhìn này, không hề bị vẩy vẩy các bạn nhá. Không hề có tình trạng bị vẩy vẩy hay là gọi là cong vênh cả, chắc chắn luôn. Đó, ok cho anh em. Con này thì sẽ vừa toàn bộ K165, K3000. Anh em nào mà mua cái ô ba đợt sốc này thì ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038. Cũng như là 02438616426 nha các bạn nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đó các bạn thấy không, hai bên ba đợt sốc rất đẹp luôn. Vừa kít 100%. Đấy, đây. Rồi các bạn lên ốc ba đợt sốc, rồi các bạn lên luôn đôi chắn bùn trước giống nhà mình đây. Đây, chắn bùn trước đây các bạn, nhà mình đây. Đó các bạn thấy không, chắn bùn trước, inox. Đấy, đầy đủ hết các bạn nhá. Đấy, cũng tất cả đều dập máy hết. Đấy, anh trai đây là xe cạnh nhà xóm đây. Rồi chắn bùn sau, inox, cũng là dập máy hết. Tất cả toàn bộ hàng dập máy hết các bạn nhá. Đấy, nhà mình thì có full bộ đồ chơi của con xe này, đầy đủ hết. Đây chiếc xe của anh trai hàng xóm các bạn nhá. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình. Theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038 các bạn nhá. Các em nhớ vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức các bạn này.
Thank you anh em rất là nhiều nhá. Hẹn gặp lại anh em sản phẩm tiếp theo.